Chiều ngày 20 tháng 10 tại Thành ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Cùng dự có đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sóc Trăng. Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Sóc Trăng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định chuẩn y đồng chí Trần Hoàng Hợp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định luân chuyển chỉ định đồng chí Lê Ngọc Hiển, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Sóc Trăng. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã chúc mừng các đồng chí cán bộ quản lý được chuẩn y giữ các chức vụ công tác mới, đồng thời đề nghị các đồng chí được nhận quyết định lần này nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.